Chào tất cả các anh em nhá. Năm hết Tết đến rồi. Tầm này các anh em công nhân của em này mặc quần áo đẹp và chuẩn bị về quê ăn Tết rồi anh em ạ. Không muốn làm nữa rồi, cà ly lém liềng xẻng rồi. Giờ chỉ có tâm lý hướng về quê hương rồi. Mà anh em có hai ba anh em thợ, bốn anh em thợ thì hai anh em thợ đã về, và hôm nay một anh em thợ nữa chuẩn bị về lốt, mặc quần áo đẹp long lanh rồi, chuẩn bị về quê 300 cây số về quê ăn Tết rồi. Thì hôm nay em về thêm một em về một con máy Dusan, Dusan máy thường 1146 đẹp quá. Thì em cố tranh thủ làm cái video để đăng lên cho mọi người xem, trong anh em nào mà có vào việc con máy này thì alo cho em. Máy thì cực đẹp rồi, máy này còn đẹp hơn cả Ngọc Trinh ấy. Rồi con này trước giờ em không hay bán cái dòng máy này vì thì được, có đợt này em vừa mua được một con máy này nó mới quá, đẹp quá. Thì em nghĩ là con máy này chắc chắn là sẽ có nhiều anh em thích đây, vì nó quá đẹp và quá mới. Đây, lốc lốc Dusan nhé mọi người nhá. Dusan. Cái loại này là 1146 này thì máy turbo thì em turbo bơm to thì em có rất là nhiều. Em bán được rất là nhiều, nhưng máy không turbo mà một con máy mà đẹp như thế này rất là hiếm nhá anh em nhá. Cực hiếm luôn. Thì em sẽ giới thiệu qua cơ bản về con máy một tí cho mọi người cùng xem. Thứ nhất là em sẽ giới thiệu về cái công suất và cái mã lực và cái mã lực và cái vòng tua. Công suất, mã lực, vòng tua và lòng của nó xem là nó là bao nhiêu nhá. Thì đây em sẽ đầu tiên em giới thiệu nó là đây, nó là có số mã số hiện hoài. Đây U của Dusan, đây U của Hàn Quốc này. Còn nó là máy 1146 nhá. Lòng của nó là 1 tấc 46. Lòng của nó 1 tấc 46. Mã lực của nó là 181 PS, 181 PS này. Và vòng tua của nó là 2500 nhé anh em nhé. Vòng tua của nó 2500. Con máy này là em sẽ giới thiệu qua một từng lượt xung quanh nó thật chậm để cho mọi người cùng xem là vì sao nó lại đẹp và rực rỡ như thế. Đây anh em xem này. Nhưng mà cái màu đỏ thì cuối năm thì cái sắc xuân đỏ chói với lại đỏ rực rỡ này sẽ mang, em nghĩ là sẽ lại mang lại, mọi người sẽ xem cái video này sẽ mang lại may mắn cho tất cả mọi người. Thì cũng may là cái kênh của em cũng đạt 3000 lượt đăng ký rồi. Gửi lời tri ân đến tất cả mọi người nhá. Đây, con sẽ quay qua con máy này cho mọi người xem đây. Đẹp rực rỡ luôn nhá. Đây này, em chưa phun dầu nhá, không muốn phun dầu. Phun dầu vào chắc là nó còn đẹp hơn nữa, hơn nhiều nữa anh em ạ. Đây này. Nguyên zin nhá, nguyên zin nhá, máy nguyên zin. Bơm kim tất cả ốc này là đây là phụt vào nó mất cái sơn đai u, nó hay bị cái sơn nó giòn là phụt vào là nó sẽ bị chóc sơn một tí, nhưng máy này nguyên bản từ A đến Z hết nhá anh em nhá. Nguyên bản từ A đến Z đẹp rực rỡ luôn, tất cả còn nguyên bản hết. Chưa có một dấu bỏ, con máy này nó còn phải 90-95% cơ anh em ạ. Nó quá đẹp và quá mới. Đây nhá. Đây. Quay. Đây, cái ốc quy lát như kiểu anh em ở trong miền trong của mình gọi là ốc quy lát đấy. Em sẽ quay cho mọi người xem. Nguyên zin nhá mọi người nhá. Cái này thì chả ai làm được rồi. Nguyên zin. Con máy này là quá đẹp rồi anh em ạ. Con này là 181 PS nhá. Đây đây. Nguyên zin hết. Đấy, tất cả còn nguyên zin nhá, chưa có một cái dòng keo nào, thực sự máy rất là đẹp. Đây. Lốc Dusan với quý anh em ơi, lốc Dusan này. Anh em ở miền trong rất là chuộng cái lốc Dusan này, tất cả còn nguyên zin nhá. Thực sự nó quá đẹp đây, máy là máy thường nhá anh em nhá. Đây, anh em xem này. Thực sự là đẹo đỏ rực rỡ luôn cái dòng máy này. Nếu mà nó còn đẹp như thế này thì rất nhìn rất là sướng mắt. Nhìn không muốn rời mắt cơ anh em ạ. Thực sự nó quá đẹp. Đây. Quá đẹp. Tuấn ơi, lỗ đi. Đẹp quá anh em ạ. Hiếm ấy, của hiếm ấy. Bây giờ em sẽ test lỗ cho anh em, tất cả anh em cùng xem và đánh giá chất lượng nhá. Thì những con máy đẹp này thì em cũng lỗ, em cũng cảm thấy rất là hào hứng, thực sự rất là thích. Đây, anh em xem. Cái nó không sao đâu, chèn một cái gì vào cho nó đỡ lung liêng thôi. Đây. Hôm nay đã là 21-22 Tết rồi anh em ạ. Đúng là một năm vừa rồi đây có rất nhiều sự việc nó đến với em, cũng rất là cái việc tốt hay là việc gì việc không tốt nó cũng đã từng đến và nó cũng đã qua. Thực sự là mình cũng đã gặt hái được rất nhiều cái việc xấu, thì sẽ cho cái việc không thuận lợi thì sẽ cho mình cái kinh nghiệm, việc tốt thì nó cũng cho mình một cái bài học và giúp mình phát huy hơn nữa. Thực sự là trong năm vừa rồi cũng em nó cũng làm được rất nhiều điều ấy, đặc biệt là cái kênh YouTube của em cũng đạt được rất nhiều mọi người biết đến và ủng hộ. Thực sự là cái đấy là cái được nhất của em
cũng đặt ra cái chiến lược của năm 2022 là sẽ làm nhiều, đổi mới nhiều cái và cũng sẽ cố gắng mang được nhiều sản phẩm tốt hơn nữa, mang về để làm sao để phục vụ được cho tất cả mọi người. Thực sự là cái đấy là điều em đang mong mỏi anh em ạ. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ lỗ luôn đây, cho anh em cùng xem và đánh giá nhá. Cứ để đấy luôn đây anh quay ạ. Thực sự là quá chất luôn anh em ạ. Lỗ ấy, cái tiếng lỗ của nó kêu phịch. Hơi nó rất là khỏe cho anh em nhá. Quá ok luôn. Đúng là đẹp từ trong ra ngoài luôn nhá anh em nhá. Cứ để Galaxy thôi. Con máy này mà anh em nào mua về thì vào chạy tàu thuyền thì quá là chất, quá là ok rồi. Anh ơi, cái máy em cuốn cái bóng này em cảo dần lên đi. Ờ đúng. Vâng, anh kẻ riêng ra đi ra. Quá chất lượng luôn anh em ạ, quá chất, quá ok luôn. À, nguyên zin tất cả này. Vẫn ra đều một tí nữa nào. Ra cao đều một tí. Không khói nhá. Chất luôn. Ôi giời. Không biết là anh em nào sẽ may mắn sở hữu con máy này đây. Không khói, không đổ hơi này. Quá chất luôn. Thôi tắt đi. Sự à, đúng là cái máy này hiếm khi có con máy nào nó đẹp từ trong mà ra ngoài như vậy anh em ạ. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Tất cả còn nguyên zin nhá anh em nhá. Không zin không lấy tiền nhá. Thì con này là Daewoo 1146, nó là lốc Doosan nhá anh em nhá. Nó có cái loại này nó có 3 4 đời cơ. Đời 1146 có loại đời bơm nhỏ này, bơm to, bơm nhỏ có turbo, bơm to có turbo nhá. Đủ loại nhá anh em nhá. Thực sự là máy này thì nếu mà anh em nào mà mua về mà nhìn thấy con máy này mà chê nữa thì em không lấy tiền luôn. Thật sự máy nó quá chất, quá đẹp. Tháo cái đồ ra đi. Con máy này thì về thì con này nó đối với em nó là hết nước chấm rồi anh em ạ. Hết nước chấm luôn. Quá đẹp. Đây, em sẽ đăng lên kênh để cho tất cả mọi người cùng xem, cùng đánh giá. Nếu mà anh em nào thích con máy này thì chốt sớm thì alo cho em nhá. Thực sự là con máy này thì không có điều gì phải bàn cãi nữa rồi. Về chất lượng dám khẳng định luôn nhá, bảo hành cho anh em luôn. Thôi, qua đây cũng gửi lời cảm ơn tất cả các anh em nhá. Chúc anh em, chúc tất cả anh em và mọi người chuẩn bị đón một cái Tết cùng gia đình và người thân của mình thật mạnh khỏe, ấm áp và vui vẻ nhá anh em nhá. An toàn vẫn là trên hết. Chắc là em cũng hết hôm nay hoặc ngày mai nữa là em cũng cho anh em thợ nghỉ thôi anh em ạ.
cũng phải nghỉ để dần, để dọn dẹp dần để cho nghỉ Tết thôi. Bây giờ chỉ có làm lốt một số đơn hàng nữa là giao lốt cho những cái khách hàng mình đã nhận tiền của người ta rồi là ok thôi. Ôi, xin chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhá. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.